chỉnh được nhiều chế độ nè, nó chế độ báo nhớt rồi nữa. Đó, về cái phần đồng hồ xe latte ha mọi người, thì xe này nó vẫn trang bị là được nút công tắc đèn. Đó, có nghĩa là mình có thể tắt mở đèn pha bất cứ lúc nào cũng được hết, chứ không phải là mặc định là mở khóa lên lúc nào nó cũng sáng. Người tìm lối khác về nơi thân lắm, em có nhớ đâu bên đời một người trong nhóm em quay về đâu đây, tìm gió thì sao vẫn đó có thấy bóng em về đâu, xin tạm biệt em chúng bên người đến lâu, ta như là mây trong mây cuối bầu trời chiều buông làn gió và mỗi nhiều lời đời không có em lời đó ta thầm tình trong tay tình yêu ta lại không trân trọng, em đi cùng ai sao lại đau trong lòng, xuyên vỡ ta kiếm tìm đời thô thang khi không còn hello. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay quay lại với video ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng cho cả nhà một em Latte bản 2022. Đây là dòng xe đáng mua nhất ở trong cái thời điểm hiện tại mọi người. Đó. Giá cả thì phải chăng nè, chất lượng đi kèm với nhau nè. Đó. Rồi có thêm những cái tính năng cực kỳ ưu việt luôn nha mọi người. Thì hiện tại cái mẫu xe Tayga Vision á, thực sự mà nói ở trên thời điểm này á là giá nó vẫn còn đang ở rất là trên cao nha mọi người. Đó, từ 50 cho đến 60 đó. Còn đối với dòng Latte hiện tại thì nó đang được rất là nhiều bạn sử dụng và cũng đang rất là thích trong cái thời điểm hiện tại như bây giờ. Thứ nhất là giá nó rất là tốt luôn mọi người. Như em này đi, đầu tiên là cho mọi người biết cái giá trước đi ha, nó chỉ có 40 triệu thôi mọi người, nhưng mà nó sẽ có được những cái gì nha. Đó, đầu tiên mọi người thấy là ngoại hình được thiết kế khá là bầu đó, hơn so với dòng xe Vision một xíu ha, thiết kế khá là bầu. Rồi đó, mọi người xem thử dòng xe này nha. Rồi bây giờ Mạnh sẽ đi vô từng cái phần đầu cho mọi người xem cái phần đầu xe này có gì. Thì xe này á, là màu trắng ngọc trai nha mọi người. Thì màu trắng ngọc trai nó sẽ không có như màu trắng sứ, nó sẽ có ánh dạ quang lên như thế này nè mọi người, thấy không? Đó, nó sẽ có ánh dạ quang lên như thế này. Thì xe này là trắng toàn bộ hết. Xe này được trang bị pha đèn kiểu như là cái hình giọt nước mọi người. Nhưng mà mình thấy thì nó trông nó như cái kim cương là nhiều hơn ha. Đó, nhưng mà được trang bị là bóng đèn halogen nha mọi người. Được trang bị bóng đèn halogen thì nó cũng khá là bền bỉ thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng mà khá là tiết kiệm bình điện cho mình. Đó, và xe là được trang bị là động cơ FI phun xăng điện tử nha, thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Thì dòng xe này là động cơ nó 125. Đó, nó được trang bị là FI phun xăng điện tử Blue Core luôn. Nên nó là động cơ im nhất, nhẹ nhất ha. Đó. Và bây giờ cái đồng hồ mở lên cho mọi người coi nè. Hả, mọi người thấy cái đồng hồ hiển thị đẹp không? Đầu tiên là đây là cái này là báo lỗi FI nha mọi người. Đó, báo lỗi FI. Còn cái này là số tốc độ mình chạy bao nhiêu nó hiện lên nè. Đó. Và đây là vạch xăng. Và ở dưới đây nữa là ngay chỗ số 0 này là số km lưu lại. Đó là xe này chưa chạy một cây nào hết nha. Đó, nên nó sẽ là số 0. Cũng có nhiều xe nó sẽ là 1, 2 cây, 3 cây. Đó là trong quá trình người ta ở trong nhà máy người ta trải nghiệm mà người ta chạy thử mọi người. Đó. Cũng có nhiều xe thì người ta không chạy thử luôn. Rồi thì mọi người có thể thấy là nó có báo giờ nữa nè. Đó, nó rất là tiện lợi cho mình xem. Và nó chỉnh được nhiều chế độ nè. Nó chế độ báo nhớt rồi nữa. Đó, về cái phần đồng hồ xe Latte ha mọi người. Thì xe này nó vẫn trang bị là được nút công tắc đèn. Đó, có nghĩa là mình có thể tắt mở đèn pha bất cứ lúc nào cũng được hết, chứ không phải là mặc định là mở khóa lên lúc nào nó cũng sáng ha. Tại vì những cái dòng xe Tayga mẫu mới bây giờ đó, đa số đó là đều không có sản xuất nút công tắc đèn. Đó, nên bật chìa khóa lên là đèn nó sẽ luôn luôn sáng nha mọi người. Nhưng với dòng Yamaha Latte này thì nó vẫn có áp dụng cái nút công tắc đèn. Thì đây là một cái điều khá là tiện lợi chúng ta. Còn cái nút trên đây á, là nút sử dụng chế độ ID Top. Thì nó dễ hiểu hơn là nút này nó giúp cho mình tắt máy tạm thời, nó tiết kiệm xăng cho mình hơn. Đó, mình gạt xuống là mình sử dụng nha. Còn gạt lên là mình tắt. Đây, nó có chế độ nè, OFF nè, Up á, với lại mở nè, là A nè. Gạt xuống là sử dụng. Thì khi mà cái chế độ này mình gạt xuống mình sử dụng tới xanh đèn đỏ, 3 giây nó sẽ tự tắt. Khi tự tắt rồi á, mình không cần phải bóp thắng, mình khởi động lại, mình chỉ cần dặn ga nhẹ một cái thôi là máy nó sẽ tự kích hoạt lên, nó sẽ tự nổ cho mọi người. Đó là chế độ tiết kiệm xăng. Còn về cái cầm xi nhan với lại pha đèn rồi của mình nè, đó mọi người thấy không? Cũng rất là tinh tế và sắc sảo ha. Rồi, về phần trước thì xe được thiết kế có rất là nhiều đường nét xi mạ cờ rơm tạo điểm nhấn đó, cho cái xe. Cái mặt nạ nhỏ nè, mạ cờ rơm. Và có thêm cái đèn sương mù ngay đây nữa nha mọi người đó. Và ngay chỗ này là có một cái tem logo Yamaha nổi lên. Và dưới phần này thì nó sẽ có để chữ là Latte nè mọi người. Đây là miếng tem Latte của nó.
và nó hai cái đường si hai bên đó, rất là nét. Đường si bên phải và bên trái nè ha, đó, cái đường si của nó nè. Đó, cái này là đường si zin của nó nha mọi người, chứ không phải là mình si lại nha. Đó, zin theo xe của nó. Đó, cái này cũng zin luôn nha. Đó. Thì dưới đây là cái xi nhan. Đó. Dưới đây là xi nhan được trang bị là xi nhan bóng đèn halogen nha mọi người. Đó, xi nhan thì nó làm cũng bầu nên nó cũng không có bị lòi lõm ra nhiều ha mọi người ha. Đó, ôm sát vô luôn. Nó không lòi lõm ra ngoài. Về phần trước đây. Phần trước thì trang bị là cái dè màu trắng. Đó. Về mâm, mâm sẽ là mâm màu xám ha mọi người. Mâm màu xám thì nó tạo cho cái xe của mình á, cái độ tinh tế nó rất là cao luôn và cái màu nó rất là đẹp. Dàn chân như là phuộc nè, phuộc với lại heo dầu đều là màu đen hết nha mọi người. Heo dầu thì là heo dầu chính hãng nên không có khắc lơ khắc tên gì hết ha. Đó. Rồi đĩa thì là sử dụng đĩa nhỏ. Đó. Khá thắng cũng an toàn nha mọi người. Heo dầu này là heo dầu một piston nha. Đó, heo dầu hãng. Vỏ thì là xài vỏ không ruột. Đó, cái chân quanh này giờ vô mọi người thể biết được. Không số vỏ xe này là 90-90-12 nha mọi người. Đó, 90-90-12. Thì cái bề ngang nó cũng là khá là lớn thì nó bám đường rất là tốt nha mọi người. Nó bám đường cực kỳ tốt luôn. Đó. Rồi. Về phần sau xe. Đó, sau tay lái ha. Thì xe là được trang bị ổ khóa thông minh. Thì nó rất là an toàn nha mọi người. Xe được trang bị ổ khóa thông minh thì nó cực kỳ an toàn luôn. Thứ nhất là sử dụng nó tiện lợi nè. Cái thứ hai nữa là đỡ quên chìa khóa nè. Đó. Thì xe này là nó đổ xăng ở phía trước luôn. Nó siêu tiện lợi cho mình luôn nè. Khi mà mình mở xăng đúng không? Không cần mở yên luôn nha. Chỉ cần nhấn ở nút trên cái. Đó, nó bật cái nắp xăng ra là mình có thể đổ xăng vô được rồi. Còn mình muốn mở yên đúng không? Mình mở bấm xuống sau là mình mở yên ra ha. Đó. Và xe thì động cơ nó 125 thì nó tiêu hao mức nhiên liệu 100 cây. Đó, chỉ tốn 1,8 lít thôi mọi người. Thì bình quân á, 1 lít thì mình sẽ đi được hơn 50 cây nha mọi người. Đó, tầm cái tầm phân khúc mà mẫu Tega 2022 thì xe này là đang được đứng ở top 4 dòng xe siêu tiết kiệm nha mọi người. Đó. Rồi, tới nữa là cái móc ổ khóa thì xe này nó sẽ có một cái móc vỏ ở ngay đây nè. Để khi mà mình đi chợ rồi đó, mình có thể đựng đồ bất cứ lúc nào cũng được. Chỉ cần bẻ ngang qua đây thôi. Đó, nó sẽ đưa ra. Móc đồ vô rất là dễ dàng ha. Đó, đây là cái móc theo xe của nó. Rồi, về cái phần thằng sàn chân. Thì sàn chân này mọi người có thể thấy là nó cũng là khá là rộng rãi cho cái người ngồi lái. Ngồi lên đó cái xe này á, ngồi lên nó rất là thoải mái mọi người. Cái sàn của nó rộng á, nên mình để chân á, nó thoải mái. Nó không có bị dính vô trong cái phần trước nhiều ha. Đó. Về phần sau thì động cơ của nó đây. Thì đây là ở trên đây là cái phần boe nha, để hút gió vô. Còn dưới đây là cái phần nắp nồi. Thì nắp nồi này nó trang bị ở ngoài nữa là một cái ốp nhựa. Để thứ nhất á, là nó khi mà mình xảy ra ví dụ như tai nạn hay là mình qua quẹt rồi đó, nó đỡ bị chạy cái nắp nồi của mình hơn. Mọi người thấy không? Đỡ bị chạy nắp nồi và mình thay thế nó cũng rẻ tiền hơn mọi người. Đó. Còn ví dụ như mấy cái xe cũng có mấy xe Tega mà nắp nồi nó bằng nhôm ở ngoài đây hết luôn á. Khi mà mình va chạm hay chạy xước rồi đó, mình thay thế hoặc là mình sơn nó mắc hơn. Còn cái này á, thì mình thay thế nó rẻ tiền hơn. Đó là tiết kiệm của dòng Yamaha. Về cái phần phuộc sau thì xe này là được trang bị một phuộc nha mọi người, chứ không phải hai phuộc. Đó. Phần up sau thì nó sẽ ở ngay đây, nó chỉ có một chữ Luxte. Đó, mạ cờ gom nha. Đó. Rất là đẹp. Về phần đuôi thì nó sẽ hơi bầu một xíu ha mọi người ha. Đó, nhưng mà nó sẽ có góc cạnh hết ha. Đó, phần đèn lái của nó đây. Mọi người thấy không? Phần đèn lái nè. Đó. Rất là đẹp. Liền từ trái sang phải luôn. Đó. Thì phần sau đèn lái này đều sử dụng là bóng đèn halogen hết nha mọi người, chứ không phải là led nha. Đó. Và phần bô, anh em thấy là bô và thiết kế khá là gọn gàng. Đó. Thì mình thấy là cái tư thế này, cái bô này nó hơi thấp một xíu ha mọi người ha. Cũng cùng phân khúc với mấy mẫu Tega kia luôn, nhưng mà mình thấy cái bô này nó thiết kế là hơi thấp một xíu. Phải vì nó cao hơn một xíu thì nó cũng ok. Tại vì khi mà cao lên á, mình đi mấy cái đường mưa mà nó ngập nước á, tới đây nè, sợ cái cây bô mình nó vô nước á mọi người. Cao lên thì mình đi nó đỡ phải bị vô nước hơn. Tại vì cái dáng xe này nó hơi lùng á, nên người ta thiết kế nó vừa phải với cái xe này thôi. Đó, kỹ sư người ta cũng đã tính toán rồi hết rồi.
Đó. Về xe này thì xe này làm mát bằng quạt gió nha mọi người, quạt gió chung cái trục dên bên qua lăng nè, nó quay ra. Đó. À, mình chưa tắt cái khóa nên nó còn kêu tít tít nãy giờ. Đó. Thì cái phần này á, là cái bên lắp quạt gió mọi người. Đó, khi mà mình đời lên đó là cái quạt trong đây nó quay, thì cái quạt trong đây nó quay á thì nó sẽ tạo ra cái luồng gió, nó sẽ đậu, nó thổi vô trong cái phần đầu lòng á, nó sẽ làm mát động cơ bằng quạt gió này nha mọi người. Đó, thì xe này nó làm mát bằng quạt gió chứ không phải là sử dụng bằng két nước nha. Ví dụ như Vision cũng làm mát bằng quạt gió nè, rồi ví dụ như Genesis cũng làm mát bằng quạt gió nè. Đó, và dòng xe Bigo nè cũng có rất là nhiều dòng xe sử dụng tản nhiệt bằng quạt gió, đi nó cũng bình thường thôi. Cũng có nhiều bạn là cứ quan ngại là quạt gió đi nó không có tản nhiệt, nó không có bằng két nước. Thì đương nhiên là két nước tản nhiệt nó tốt hơn, nhưng mà quạt gió mình đi cũng bình thường thôi chứ không có gì hết trơn á. Đó, mà đỡ phải châm nước nha mọi người. Còn mấy xe mà sử dụng két tản nhiệt bằng két nước thì phải châm nước. Tại vì đi 5-6.000 cây mình phải kiểm tra nước mình châm, còn cái này thì không cần. Chi phí bảo dưỡng nó cũng rất là thấp mọi người, nó cũng không có nhiều. Và dòng xe này thiệt sự mà mình có thể đi chơi được nha, đi xa được nè, đó. Tại vì dòng xe này là dòng xe 125 nên động cơ nó khá là khỏe, nên mình ngồi nó rất là thoải mái. Về phần cản sau, mình quên nói các bạn nữa, cái cản sau á, các bạn thấy không, người ta thiết kế nó rất là tinh tế. Ví dụ bình thường có những cái xe kia, cái cản á, ngay cái khúc này đúng không, nó sẽ mỏng ra tới qua đây luôn. Nhưng mà ở đây á, nó sẽ, tại sao nó chế bự ra vàng, ví dụ như cái yên người ngồi sau đi, người ta chở người ngồi lái nè, tới con người ta, rồi tới cái người ngồi sau có thêm đồ nữa, người ta có thể để đồ ở đây, hoặc là người ta ngồi không có hết á thì người ta có thể ngồi ăn gian ra tới đây mọi người. Đó, đó là điểm mạnh khi mà có cái cản này nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái cốp lên cho mọi người coi nha. Thì cái cốp xe này nó cũng khá là rộng, nó 20 mấy lít đó mọi người, hình như là nó 27 lít. Ồ, 27 lít là rất là bự nha mọi người. Thì 27 lít nó sẽ bằng một cái bình, hơn bình nước suối một xíu. Đó, bình nước suối, bỏ cái bình nước suối vô đây. Đó, rộng hơn nữa. Đâu, cốp này là 32 lít nha mọi người, mình nói lộn. Đó, hình như là 32 lít mọi người thấy không. Để được hai cái nón bình thường nè, hoặc nón 3/4 cũng được nè, và thêm những vật dụng khác. Tại cái bình điện là nó sẽ để trong đây nha mọi người, chứ nó sẽ không có để đây, nên mình quay mình để ngay đây cho mọi người coi đỡ á. Nó sẽ để trong cốp, nên cái cốp nó sẽ rộng toàn diện luôn. Đó, nên nó rất là thoải mái. Vì xe này cũng thích hợp cho những cánh nam giới cũng có nữa mọi người. Tại vì xe này nó sẽ có những cái màu cho nam giới nữa. Nhưng mà xe này mình thấy thì mấy chị em là đi nhiều. Tại vì mấy cái xe này thì để được nhiều đồ, mấy chị rất là thích. Đó, và nó rộng nữa. Và hiện tại thì giá nó chỉ có 40 triệu thôi, bao gồm thuế VAT tất cả cho mọi người hết rồi. Thì bên mình cũng có hỗ trợ chính sách góp cho dòng xe Latte này. Đối với dòng xe Latte này, mọi người muốn mua góp á, thì chỉ cần trả trước tầm khoảng dùm cho Mạnh là tầm khoảng từ 4 triệu trở lên hay là được rồi. Và thủ tục cũng rất là đơn giản, chỉ cần cái chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh với sổ hộ khẩu là mọi người mua được rồi. Thì việc hồ sơ á, thì sẽ tầm khoảng từ 25 cho đến 35 phút là mọi người sẽ lấy luôn được xe nha. Đó, mọi người nghe rõ này nha, chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh với sổ hộ khẩu, hoặc chứng minh với bảo hiểm y tế, hoặc chứng minh kèm theo cái bất cầu xe là mọi người lên được. Hoặc là mọi người có căn cước công dân có chip là cũng đã hỗ trợ được luôn rồi ha. Các bạn cần tư vấn á, liên hệ á, thì cứ ghép Zalo dùm cho Hoàng Mạnh là 0827 555 666 nha mọi người. Đó, 0827 555 666. Đó, hiện tại trời cũng khá là mưa mọi người, mấy ngày nay toàn là áp thấp nhiệt đới không à, mọi người thấy không, nên phải đi ra đằng phía sau nhà nó có cái bạt để quay cho mọi người coi. Đó, rồi Hoàng Mạnh chào 500 anh em YouTuber nha. Anh em muốn tham khảo dòng xe gì, hay cần tư vấn dòng xe gì, hay là cần báo giá để tham khảo xe, thì cứ liên hệ dùm cho Mạnh là 0827 555 666 nha. Rồi cảm ơn anh, tất cả anh chị em trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đăng ký kênh cho em nha. Đó, thì mọi người hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Em luôn cập nhật giá xe mẫu mới thường xuyên nha mọi người nha. Đó, những giá xe ở tầm trung. Đó, rồi chào 500 anh em YouTuber nha. Rồi hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo nha. Bye bye mọi người.